chào, tôi là Thúy Vân, tôi đến từ công ty cổ phần Long Biên Hà Nội. Vừa rồi chúng tôi có làm một cái video clip để kiểm nghiệm về sức mạnh của xe tải Ben 9 tấn Cửu Long TMT. Chúng tôi đã cho chiếc xe tải này kéo hai chiếc hổ vồ 3 chân. Qua đây chúng ta có thể thấy là xe tải Ben Cửu Long 9 tấn cực kỳ mạnh mẽ, bền bỉ và đặc biệt là chịu tải rất tốt. Hãng xe tải TMT Cửu Long từ lâu đã nổi tiếng về những sản phẩm xe tải chất lượng. Ngoài sự mạnh mẽ, bền bỉ, chịu tải tốt thì xe tải Ben 9 tấn Cửu Long còn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được phối bộ đồng bộ rất là tuyệt vời, nên ngoài ra còn rất là phù hợp với cái điều kiện địa hình và thời tiết của Việt Nam. Đầu năm 2019 thì hãng xe tải TMT Cửu Long đã cho ra mắt thị trường những dòng xe tải Euro 4, Euro 5 và những dòng xe tải Euro 2, những chiếc xe tải máy cơ đã không còn được sản xuất nữa. Chính vì thế mà trên thị trường thì dòng xe tải Euro 2 đang cực kỳ khan hiếm và trong đó có phân khúc xe tải Ben 9 tấn của TMT Cửu Long. Và theo như tôi được biết thì trên thị trường chỉ còn một vài chiếc xe tải Ben 9 tấn TMT Cửu Long thôi ạ. Và đây chính là những chiếc xe cuối cùng còn tồn tại trên thị trường. Hôm nay thì tôi muốn làm một cái video để giới thiệu qua để quý vị và các bạn cùng xem lại một lần nữa chi tiết về chiếc xe tải Ben 9 tấn Cửu Long. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua xe tải Ben 9 tấn Cửu Long thì hãy gọi theo số hotline là 0983 915 215 hoặc tới địa chỉ bãi xe của chúng tôi là thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của chiếc xe tải Ben 9 tấn này. Quan sát phần đầu xe thì ta có thể thấy thì là xe cho chúng ta cảm giác là trông rất là mạnh mẽ, hầm hố với phần đầu cabin chi tiết logo TMT nổi bật. Tiếp theo là đèn với hệ thống đèn halogen kích thước lớn cho sức chiếu sáng mạnh mẽ hơn. Xe được trang bị hệ thống gương cầu lồi rất là kích thước rất là to thì cho cái giúp cho tài xế được quan sát tốt hơn. Về phần cầu của chiếc của xe thì cũng rất là được chắc chắn với những lá nhíp rất là dày dặn. Tiếp theo là lốp của xe. Xe được trang bị lốp với cỡ lốp là 1100-20. Cỡ lốp lớn như thế này thì giúp cho xe cũng vận hành rất là mạnh mẽ, chịu tải rất là tốt. Lốp trước và lốp sau đồng bộ đều là 1100-20. Xe được trang bị cầu lắp với kích thước cầu rất là lớn, ta có thể quan sát kích thước cầu rất là lớn. Nhíp sau thì được thiết kế là 2 tầng với tầng dưới là 11 lá và tầng trên là 7 lá. Về chassis của xe thì được làm bằng thép chịu tải rất là tốt. Thì từ lâu thì TMT Cửu Long vẫn luôn nổi tiếng về thùng bệ rất là chắc chắn. Cho nên là với thiết kế cầu to, thùng bệ chắc chắn thì, xe chở tải rất là tốt, giúp cho có thể chở tải hơn nhiều lần so với cái trọng tải cho phép của xe. Thùng của chiếc xe tải Ben 9 tấn TMT Cửu Long này thì có chiều dài thùng là 4m, chiều rộng của thùng là 2m18 và chiều cao thành thùng là 73cm. Với cái khối lượng cho phép xe chở là 6,5 khối. Thùng xe thì được làm bằng cái chất lượng thép rất là tốt, chịu tải rất là tốt, sự giúp cho xe chở tải với khối lượng hàng lớn hơn so với cái khối lượng cho phép. Xe thì
Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát về động cơ của xe. Xe tải Ben 9 tấn TMT Cửu Long Euro 2 thì được trang bị khối động cơ là Hyundai nhập khẩu cho cái công suất lên tới 118 kW với turbo tăng áp thì giúp cho xe vận hành mạnh mẽ hơn. Xe thì động cơ thì được trang có dung tích là 4.3, hoạt động với 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước. Chúng ta sẽ cùng quan sát tổng thể chi tiết động về động cơ của xe. Cabin của xe tải TMT 9 tấn Cửu Long này thì được trang bị cũng khá là hiện đại, với không gian rộng rãi, đầy đủ các tiện nghi như là điều hòa, radio, rồi đây là cabin kép với 3 chỗ ngồi và một giường nằm. Giường nằm phía sau này thì giúp cho các bác tài có thể nghỉ ngơi trong lúc mệt mỏi. Về hộp số thì xe được trang bị hộp số 6 số tiến và một số lùi. Đồng hồ tablo hiển thị đầy đủ các thông số, thì đồng hồ km, đồng hồ chỉ áp suất hơi nước, nhiên liệu. Vừa rồi chúng ta đã vừa quan sát tổng thể và chi tiết của chiếc xe tải Ben 9 tấn TMT Cửu Long. Thì hiện tại trên thị trường chiếc xe tải Ben 9 tấn TMT Cửu Long chỉ còn rất ít, số lượng chỉ còn vài chiếc. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi theo số điện thoại 0983915215 hoặc đến với công ty cổ phần Long Biên chúng tôi để sở hữu chiếc xe tải Ben 9 tấn TMT Cửu Long này. Xin chào và hẹn gặp lại.